Chào các bạn, thì hôm nay mình làm món cua rang me. Thì mình chia sẻ cho các bạn cùng xem với các bạn. Nguyên liệu làm cua rang me gồm có các nguyên liệu như sau nè. Mình chuẩn bị 2 kg cua là khẩu phần cho 8 người ăn các bạn. Rồi cua mình đã làm sạch sẽ hết rồi. Bây giờ mình bắt đầu làm nha các bạn. Rồi gia vị có me, khoảng 2 lạng me các bạn, 1 củ hành tây, đậu phộng chúng ta rang sẵn này, khoảng 2 lạng, 1 ít bột năng, tương ớt để tạo màu cho nó đẹp nha các bạn. Rồi hạt nêm và đường, tỏi băm. Rồi tiếp theo là chúng ta sơ chế cua nha các bạn. Cua chúng ta tách mai ra. Ta dùng cây kéo ta cắt bỏ phần yếm của con cua nha các bạn. Rồi cái phổi của con cua á. Rồi con cua bự thì chúng ta cắt làm tư. Thành miếng vừa ăn các bạn. Rồi cua nhỏ thì chúng ta tách ra mà chúng ta cắt làm đôi thôi. Rồi cứ thế thì chúng ta làm. Rồi tiếp theo là chúng ta đập cái phần càng này các bạn. Ta dùng cái muỗng ta đập cái càng cho nó bể ra. Rồi chúng ta xào cho thấm gia vị nó ngon. Rồi tiếp theo nữa chúng ta bỏ cho bột vào. Chúng ta xóc cho nó thấm bột nha các bạn. Rồi chúng ta chiên cho nó dễ thấm gia vị và nó không có dụng ba cái miệng nha các bạn. Rồi chúng ta đã xóc bột xong rồi. Rồi tiếp theo chúng ta sắc củ hành. Rồi me chúng ta đã bóp sẵn rồi. Rồi bắt đầu ta cho gia vị, ta đành nước sốt me các bạn. Đường thì chúng ta cho 6 muỗng đường với 2 lạng me là vừa. Hạt nêm chúng ta cho 2 muỗng. Rồi tương ớt chúng ta cho 1 muỗng để tạo màu, tạo cái độ sánh cho nó đẹp nha các bạn. Rồi tiếp theo là chúng ta bắt cái chảo lên, chúng ta cho ít tỏi và chúng ta phi. Ta xào nước sốt trước nha các bạn. Chúng ta cho cái phần hỗn hợp nước sốt vào. Ta xào khi nào nước sốt đó nó kẹo lại là được các bạn, nó sền sệt về được á. Rồi nước sốt đó kẹo và sền sệt về được rồi các bạn. Rồi chúng ta chiên cua nha. Rồi chúng ta cho cái chảo dầu nóng, thả cua vào để chiên. Khi nào cua nó hơi vàng rồi chúng ta vớt ra các bạn, không để nó vàng quá mà nó giòn luôn là không ngon. Rồi như vậy là được các bạn, chúng ta vớt cua ra. Rồi vớt cua ra chúng ta cho vào cái chảo nước sốt hồi nãy chúng ta đã chuẩn bị sẵn á. Rồi chúng ta trộn cho hành tây vào luôn. Rồi bắt đầu nó đảo đều cho cái cua chứ nó sốt nó thấm đều, nó hòa quyện lần nhau cho nó ngon các bạn. Rồi cua và nó sốt đã
qua viện thấm điều nha hết rồi. Về được các bạn, chúng ta tắt bếp. Rồi các bạn thấy không, rất là hấp dẫn. Rồi tiếp theo là chúng ta cho đậu phộng vào. Rồi các bạn thấy không, rất là hấp dẫn, rất là ngon. Mình tẩm bột, mình chiên á cua thì nó không có ba cái dụng nhiều nha các bạn, và nó thịt cua nó áo một lớp rất là ngon các bạn. Thì video của mình chia sẻ các bạn đến đây, thì mình xin dừng video các bạn. Hẹn gặp lại trong video lần sau. Chào tạm biệt các bạn.